Hi, hello xin chào tất cả mọi người, đã quay lại kênh Nhã Vlog nha mọi người. Thì mình là Nhã đây. Thì ngày hôm nay là mình đã bị dính một chưởng của dính chưởng của cốt độn này nha mọi người. Nó bóng mà. Chiên. Quay gì hoài Nhã ơi. Nhỏ mà. Vậy. Quay gì hoài vậy? Ok, thì bây giờ tụi nó đang lau xe gì kìa mọi người. Thì mình ở nhà mình đâu biết làm đâu mọi người. Mình mới nghĩ được cái màn tròn nha. Quay được nghe tên ơi. Quay được nè. Mỗi lần mình cầm máy quay lại sợ sao ta. Bữa nay anh được cho người khác mà anh sợ vậy. Ok hay mình đế này kia lắm. Ok mọi người thì okay. Thì danh anh bữa nay được cho anh ta không hả Phúc Sang, vô đây tao bàn kế hoạch cho anh danh. Ôi. Đi Tòn, các bạn kế hoạch tao cho anh danh. Đi, đi, mày vô đây đi. Nghỉ quay đi. Bữa nay tao không bao, cho anh danh nha. Tao muốn trà sữa, tao muốn đem lại tiếng cười với bà con. Ơi. Vô đây, thằng nào muốn cho anh danh vô đây hồi tao cho năm sĩ. Để nói cho người ta không chịu. Chịu. Cho anh cũng không chịu là sao? Chịu, đi ra đi, chịu. Ok, thì thằng Dẹo mọi người nó có chở chị mình đi công chuyện rồi. Cho nên là... Đâu hả? Đi chơi. Đi về đi. Ông nội cho nó đi. Cho nó đi, đi chơi gì ông nội? Thầy biết cái xong đồ sẵn hả? Ở cao cao thôi. Lễ lao cái sạm quá. Thì ok, bây giờ mình sẽ có một cái màn tròn. Lâu quá mà mình không có xuống ruộng mọi người. Hôm nay trời mình tranh thủ trời đang còn nắng nè mọi người. Nắng chiều nó còn hơi hơi nè. Thì bắt đầu bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi dẹo nha mọi người. Ok. Đang bị bệnh á. Bệnh cả mày đi. A few moments later. Ok mọi người, bây giờ dẹo đã về tới rồi, anh em mình đủ hết rồi mọi người. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ chơi một chó này hôi nách dữ rồi trời. Hết rồi mọi ơi. Ok, bữa nay mình chơi một trò chơi gọi là bịt mắt bắt dê nha mọi người. Bịt mắt lại bắt dê. Sướng đi giờ này xuống đây giỡn. Giờ này là chiều mọi người, cái lo phát hình nó cái lò phát hành ta phát á mọi người, nhiều khi nó hơi ổn mọi người không cảm nha. Có khi nào dính bên quyền không? Cái rẻ coi cục miếu quá nói gì cục bị miếu mày cục bị miếu chứ cục gì nữa cục bị miếu à rồi mày cái giúp được hả rồi rồi rồi. Đúng rồi, bấm nãy giờ rồi mà. Ủa, cá bự không kìa mọi người. Này, nhìn nó chạy nè. Ở kìa. Từ từ. Nhìn nhẹ 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 bắt đây. Ủa, lạnh quá rồi. Cá bự kìa. Thôi, dục điện thoại luôn quá. Để bắt, bên bở đó, bên bở cá bự. Rồi, chạy kìa. Rồi, kéo kìa, chạy luôn kìa. Con thua kìa. Lộn cá bự á. Ê, đúng gì kìa. Gì vậy? Nó quá chạy kìa. Ê, nó quá chạy kìa, bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi. Bắt sao mà được. Bắt sao được. Cái đổ vô giờ luôn nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái rô cái gì á? Ê mở nghe nè Phúc. Nghe nè. Nhìn tròn mà ta. Ừ. Xuống đây bắt cá chi vậy? Ừ. Mình sẽ tào lao với chị. Ôi xài bố ơi vô chơi bắt cái dê nè. À. Ok mọi người thì hôm nay sẽ là một trò bịt mắt bắt dê, nhưng anh em mình không chơi trên bờ nữa, anh em mình quyết định xuống ruộng để chơi. Nó rất là vui luôn mọi người. Nghe nè. Nãy giờ anh em mình nhà có bàn sẵn, da đen hết. Mình dẻo nó ra trắng. Trời đất ơi. Vô mày, dẫn về. Thôi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. 1 2 3. Cờ dẻo. Cái này đen nhất nè. Ôi em ra bộ không chơi gì vậy? Ngu hả? Ngu đâu, ngu không nói chứ. Thôi, ngu. Cái đó người ta chơi ngu không bộ, chơi ngu không đi chơi. Thôi, không có chơi con. Thôi, dễ rồi. Mấy mày bắt được một thằng là mày được 50 ngàn đó. Ừ. Thôi giờ quay lại đi. Ừ. Thì tao bắt cho luôn á. Bắt được thằng nào được 50 ngàn. Ừ. Cũng bay cỏ nó sót. Anh tự cho anh. Không mày chơi nữa. Mày lên luôn đi. Thôi tao bắt cho. Tao bắt được 50 ngàn. Thôi tao bắt cho. Tao bắt cho. Tao bắt cho. Em bắt. Thì tao bắt cho. Tao bắt nghe. Tao bắt nha. Con bà bố mình chơi đi. Chơi đi. Thì lên đi mày không bắt thì mày lên đi mày. Em bắt rồi. Bắt rồi sao mày la mày không đưa mày la mày chứ. Ai biết không có hưởng kìa. Ôi này ham tiền dữ trời. Trời ơi, mũi trâu vô. Mũi trâu. Lấy mày.
Trời mày bịt đục, mày bịt cái lỗ mũi nó sao nó hở, lỗ mũi bự của người ta đi hở mà. Đây. Đấy rồi. Sao quá được vậy? Lao quá. Giỡn nghe lao luôn. Rồi, cứng chưa? Cứng rồi. Chính nó ra đây nè, 50. Chưa chơi. Ngu. Chơi hiếp nó hoài. Đúng rồi, anh đang hiếp người ta hoài. Hiếp nhỏ hoài. Tao bốc xình tao chọi bể cái camera. Chọi chữ ơi. Thư đi. Rồi bây giờ nắm tay xây tròn nè. Nghe nè, nghe nè. Ngồi xuống. Dạ. Vậy, mày ngồi đây tao biết tao bày kế hoạch chơi. Cho nó kiếm mình trong cái mình bốc xe mình trời đâu. Đừng chọi mạnh. Mình đẩy nó xuống cái hố nó cắm đầu đi. Rồi ok. Quay vòng 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 vòng. Giờ đi, giờ đi. Lên đi. Lên đi. Chơi gì lên. Chơi đi lên. Ờ. Đứng ngoài lẹ đi, đứng yên đi. Đi. Lên đi chơi. Chơi nè. Chạy mà ơi. Hồi quay cho tao bắt mày chọn. Chơi lẹ đi, hồi miếu quá vậy. Chơi không? Chơi không? Lẹ đi, dạ năm chơi nè. Ờ. Miếu không? Ồ, này khùng chi đây. Quay đẻ, bắt con đẻ đi chơi. Bắt con dê về chọn. Chạy đi. Chạy đi. Đi ra đi. Ừ, quên nãy giờ chưa đóng tin hả? Má chị sao hoài vậy? Ê, chọi tao. Ủa, mày hả? Tao, ướt nghè tao luôn rồi. Chẹo dữ vậy không? Chẹo dữ vậy không? Tại á? Ôi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Chạy đi. Muốn đâu quên giờ nói giờ rồi nói gì nó chạy nè nhưng nó chạy nè bắn chạy luôn rồi dẫn hoài dẫn nó nổi vô chơi đàng hoàng nè mày mày tắm sần không chơi mày tránh có vậy hiểu không hoài đi làm gì vậy bình tĩnh đi thiệt á lỡ quầy, đi quầy đi. Không quầy không bắt nữa. Bắt không bắt. Bắt ao. Bắt ao. Bắt ao. Bắt kìa. Bắt ai chưa bắt ta bắt. Vô chữ xanh cho chứ chơi vậy. Ờ tới danh đi. Giờ này chơi dễ đi nè. Cái này nước không à. Ờ tới danh đi. Tôi gặp người chết bà phải chứ mình tới danh đi. Anh ra tới mình chơi đèn quạng. Rồi đến đi. Cái đồ bánh mắt đâu không? Dụng luôn kìa. Rồi cái áo tao á. Dụng đâu còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu.
Chơi nó làm gì vậy? Thôi giỡn thôi, chơi lại đi, chơi lại đi. Nó nãy chơi nó quay bên trên con. Nó nãy chơi nó quay bên trên con. Bắt lại. Chơi nó quay chơi tao chứ. Bắt chơi kiểu gì vậy trời? Mày miếu này nhỏ gì? Tính ra tao tao gá mày cho luôn chọi chọi cái đầu mày cái gì? Sao vậy? Châu đâu đâu đâu. Mày đéo chơi. Dẻo chơi á. Nó mày đầu hồi chôn. Trời cha mẹ tao nha. Bắt lại dẻo, bắt lại dẻo. Bắt lại lại. Bắt lại lại. Ai biết? Không biết chơi hay chơi nữa. Ai phát nhìn lại chơi nhìn nó, chơi nhìn khóc luôn. Nó mút. Chơi nhìn khóc luôn. Anh hả? Anh hả? Chả hù. Nãy giờ quá mày ơi, nước cuộn. Chả hù. Chơi. Chơi nhìn khóc luôn. Chơi không? Chơi nhìn khóc luôn. Bây giờ một kết thúc video đi. Anh ra lại kết thúc video nữa cho anh ơi. Thôi mình xin kết thúc video đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, bấm like vào cái kênh để ủng hộ em mình nha mọi người. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye. Kết thúc rồi Danh ơi. Đi vô thay đồ. Vô thay đồ Danh ơi. Kết thúc video nè. Kết thúc video chạy. Chạy nhanh chú mày. Bắt lại. Sang. Ôi. Thôi, bỏ đi. Bỏ mất luôn à. Bỏ đi. Bỏ đi. Thành nam cho nha. Mệt quá. Ai đứng quá. Đứt tay luôn rồi. Chó này chạy không nghe cái hoạch chỉ chân chạy. Tao chạy nghe cái hoạch chân chạy nó kêu đập mẹ á. Đẩy cắm đậu xình luôn chạy. Đẩy mày đâu nhanh á. Má hôi cất bò, nghe một cất bò. Bây giờ tôi giả bộ cầm cái máy quay xuống cái bụng nó tắt rồi. Anh lên chơi danh trinh con. Rồi. Nghỉ đi mày ơi, dẹp mày về đi. Còn mọi người sợ chạy rồi. Hướng á, còn một cước bộ á. Nghĩ sao đầu cổ. Trời ơi trời. Còn xình không một cước bộ á. Còn một xình non chứ không một cước bò gì đâu đây. Bò hãy. Cùng á. Nó tắm luôn kìa. Dơ quá. Này. Này anh em mình chơi lại bữa rồi. Dẹo, vòng lên sao dẹo? Từ gửi chơi nó kìa. Dẹo danh kìa, danh kìa. Chơi cho bộ đi về, chơi bộ đi về, chơi bộ. Đi rồi, đi nè. Chơi bộ, tắt đi, bỏ đi, bỏ đi. Ok mọi người thì danh nó khôn quá, chạy lên nè. Mình xin kết thúc.
Tao giỡn thôi, tao đi chảnh. Tao giỡn. Tao giỡn. Tao giỡn. Yeah. Không em chạy kìa. Mà sao cuộc sau tao là cái hàng bậy cái bằng chon nè. Xuống đây cái quay chửi xịn tao luôn. Không mà trong cuộc sống tụi em là có anh nữa đó. Cái đó lên nhà. Tôi xô đã cái lại tôi cắm cắm đầu xô, cắm cái đầu xịn luôn. Trời chứ sao trời. Mẹ cầm máy quay nãy giờ cho. Cho mọi người. Ngắm người. Hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay bấm like đăng ký kênh. Ủng hộ anh em mình nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.